khu 2 xã Thượng Nông, huyện Tam Nông vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Khu 2 xã Thượng Nông có 202 hộ với 824 nhân khẩu. Sau 2 năm triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay khu đã hoàn thành 13 trên 13 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người trong khu đạt gần 50 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt trên 81%. 100% chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý theo quy định. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 100%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị ở khu dân cư được kiện toàn đi vào hoạt động có nề nếp, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Với những kết quả đạt được, khu 2 xã Thượng Nông được Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân trong khu được Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.